À bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 93. Dạ 93 tuổi hả? Là bây giờ hiện tại là bà sống với ai? Xong thì cùng Út nuôi con cháu, thuốc men, chữa Dạ. bệnh. Dạ. Còn thăm cũng no luôn. Anh Dạ. ở một mình, Dạ. anh ở một mình. Dạ. Anh rầu rồi ở một mình, ngủ một mình Dạ, đó. ở mình ngủ mình thôi. Dạ. Nuôi có con Út luôn. Dạ nuôi con Út rồi. Còn anh con trai ở gần có lo được gì cho bà không? Dạ không lo gì cho bà luôn hả? Dạ. À, vậy hôm nay nói chung là con cũng là về thăm quê xong cũng ghé thăm bà. Rồi có gì nói chung con cũng xin mọi người giúp bà vài triệu để cho bà có ít tiền ăn á, rồi lo thuốc thang. Dạ. Dạ hôm nay nói chung là em đến đi về quê đám cưới đứa cháu mà gặp một trường hợp mà cụ bà tên gì à? Bà tên gì bà? Phạm Thị Hương. Dạ Phạm Thị Hương hả? À, Dạ. Bà Phạm Thị Hương bà ở cái này ở địa chỉ này là gì nha bà hả? địa chỉ Mình ở đây gọi là Cát Sơn hả? Cát Sơn Dạ, Cát Sơn. là số này, số Sơn Lâm, À xóm Sơn Lâm, dạ. Lâm Tây. À, Sơn Sơn Lâm Tây hả? Dạ rồi. Sơn Lâm, xã Cát Sơn. À, nói chung là đi về quê đám cưới đứa em mà thấy cái hoàn cảnh mà của bà là rất là tội. Em xin mọi người chung tay ủng hộ giúp cho bà, xin cho bà cả tầm 3 hoặc là 4 5 triệu gì cũng được để cho bà có tí tiền để lo cuộc sống. Nhà bà làm cái đây chắc cũng phải là mấy chục năm trời rồi. Ở trên này là toàn là đất không nè. Hoàn cảnh bà rất là tội nghiệp. Bà ở con mình nè. Đó nhà cửa của bà đây. Mong mọi người thêm một người một ít giúp cho bà có tí để trang trải cuộc sống.